Xin chào các bạn, không phải là mình đang trang điểm đâu, mà đó là trên tay mình đang cầm một chiếc Samsung Galaxy Z Flip 4 với cái khả năng gập gần như là tốt nhất hiện nay, mặc dù nó hơi có một chút xíu viền. Mình thì mình rất là thích những cái tác vụ của con này, cũng như là những cái việc mà nó có thể hỗ trợ cho cái việc sáng tạo của mình. Nhưng mà vì sao mà mãi đến tận bây giờ thì mình mới review? Và nếu mà các bạn có xem phần tiêu đề mà mình đã đặt nó là sở hữu con chip Snapdragon 8 cộng Gen 1 nhưng mà nó hơi dư thừa, vậy thì là dư thừa chỗ nào? Bây giờ xem video review chi tiết nhé. Samsung Galaxy Z Flip 4 ở đây là một chiếc điện thoại mà sở hữu một con chip khá là khỏe ở cái thời điểm hiện tại, là con chip Snapdragon 8 Gen 1, kèm theo đó là một cái tần số quét ở trên màn hình là 120Hz, là một cái tần số khá là cao rồi. Độ sáng màn hình của chúng ta có thể kéo nó lên tới 1000 nits để chúng ta có thể sử dụng ở ngoài đường mà không được cảm giác nó bị bóng quá hay là bị mờ. Mặc dù là nó sở hữu một cái ngoại hình là kiểu mình thấy nó gập và nó mỏng như này, bản Z Flip 4 thì nó sẽ mỏng hơn con Z Flip 3 một chút xíu trong kiểu nữ dùng này thôi, nhưng mà nó cũng có một cấu hình khá là mạnh mẽ. Với cái bản mình đang dùng đây là bản 512GB kèm theo một cái RAM là 8GB. Khi quay video thì đẹp hơn và cái độ sáng nó rất là hài hòa và đẹp đẽ, cũng như cái việc mà nó sẽ tối ưu về trải nghiệm hàng ngày cho người dùng từ cái thiết kế của nó. Tiện hơn khi mà chúng ta sử dụng cái màn hình phụ để chụp ảnh này, và các góc chụp thì cũng sẽ mới lạ hơn kèm theo cái camera góc rộng ở đây. Chụp ảnh thì cũng sẽ đẹp hơn và có nhiều cái góc mà nó thú vị hơn với là cái camera góc rộng và ultra wide lên tới 12 megapixel. Nhưng mà bên cạnh đó là cái việc mà nếu mà chúng ta là nam sử dụng thì bản thân mình là mình sẽ không thích dòng Z Flip cho lắm. Vì bởi vì là khi mà cầm như này và con này nó sẽ khá là mỏng, cầm nó cũng hơi gọi là nó không vừa tay, nhất là những bạn nam nào mà cái tay của mình to một chút xíu thì nó càng không vừa, chứ đừng nói gì đến cái việc mà chúng ta cầm để chơi game với cái tỷ lệ màn hình là 16:9, nó hơi dài như thế này nữa. Nhưng mà con này sẽ có một cái may mắn là cái phần khớp nối mà để gập màn hình của nó ấy, mặc dù là cái nếp gập mình vẫn thấy khá là rõ rệt ở đây, nhưng mà bù lại là cái này nó cũng sẽ rất là chắc chắn này. Còn em này thì công nhận là khi mà mình gấp lại thì mình có thể bỏ vừa khá nhiều cái túi của mình, thậm chí là mình có thể bỏ vào ví luôn, nhưng mà để vào túi quần để mình gấp lại, mặc dù là nó mỏng nhẹ rồi đấy, nhưng mà khi mà chúng ta gấp lại và bỏ vào trong túi quần nhá, túi quần jean, thì nó vẫn sẽ bị cộm lên khá nhiều. Đấy là mình còn chưa bỏ ốp nhá, nếu mà mình bỏ ốp thì nó sẽ hơi bị cộm. Còn về cái màn hình gập, mặc dù là mình sẽ thấy khá là rõ cái màn hình gập, nhưng mà cái này ai mà sử dụng 1-2 ngày thì sẽ thấy khó chịu. Nhưng mà đến bây giờ thì là mình đã sử dụng em nó được tầm khoảng 1 tuần rồi, và mình cũng quen dần với cái việc mà nó có màn hình gập. Chỉ trừ cái việc là khi mà mình xem những cái bộ phim mà nó có cái độ tương phản thấp ấy, và nó hơi có nhiều cái vùng tối, thì mình sẽ thấy rõ hơn cái nếp gập ở đây, thì sẽ hơi khó chịu một chút xíu. Còn về hiệu năng, tại sao mình lại nói một cái nội dung như cái phần tiêu đề mà mọi người xem, không phải là giật tít đâu nhé. Bởi vì là khi mà chúng ta lại cho cái con chip Snapdragon 8 Gen 1 lên cái Samsung Galaxy Z Flip 4 nữa, thì nó lại càng nóng thêm, bởi vì cái khả năng tản nhiệt của cái con này nó không được cao. Khi mà test chơi game ấy, thì mình cũng thấy rất nhiều bên kiểu test chơi game rồi thì cái độ mà drop khung hình nó bị xuống rất là nhanh, nhiều khi nó xuống tận 40 luôn. Cho nên là để chung quy lại thì mình thấy là Samsung Galaxy Z Flip 4, nếu như mà mình dùng thì mình sẽ dùng nó như là một chiếc máy phụ để đôi khi là mình sáng tạo này, hay là mình cầm như này để có những cái góc chụp nó hay và cái độ nhận diện của nó cao để đi loài thiên hạ thì nó cũng ok. Và mình dùng theo cái kiểu mà minimalist ấy, là dùng cái tác vụ mà nó đơn giản thôi. Thật ra là nó có khả năng để làm những cái cao nhưng mà nó không phê lắm. Và cái việc mà ngoại hình của nó đẹp như thế này, mình phải công nhận là cái ngoại hình của nó thật sự là nó rất đẹp luôn, trừ cái nếp gập trên màn hình ra nhá, thì nó rất là đẹp luôn, kể cả khi mà chúng ta gập lại này. Và nó sẽ có rất nhiều cái màu mà kiểu nịnh mắt cho nữ dùng, là thật sự là rất là hợp lý luôn. Nó như là một cái trang điểm mà các bạn nữ hay dùng ấy, kiểu như này. Đó, cho nên là cái việc mà trang bị một con chip mạnh như là con Snapdragon 8 Gen 1 nhưng mà lại không tối ưu được những cái thứ liên quan, kiểu là có tanh có đam nhưng mà nó hơi bị thiếu support một chút xíu, cho nên là dùng nó sẽ không được thật sự là căng, đét, mượt mà. Chốt lại là mình cảm thấy là con chip này sử dụng trên cái máy này thì nó sẽ hơi bị dư thừa. Nhưng mà thật ra thì Samsung thì mình thấy là kiểu người dùng Samsung sẽ hướng đến theo cái kiểu là dành cho người dùng dân văn phòng nhiều. Có thể dùng nó để check tài liệu các thứ này, hay là chơi game giải trí nhẹ nhẹ bình thường. Và với cái giá thành của Samsung Galaxy Z Flip 4 mà để mua nó với cái giá là từ 20 triệu cho đến 25 triệu như cái thời điểm mà mới ra ấy, thì mình thấy nếu là mình để có một câu trả lời thì mình sẽ trả lời là không.
mình sẽ không mua nếu ở cái mức giá đó. Nhưng mà nếu như mà các bạn mà thật sự là rất là muốn sử dụng Z Flip 4 thì mọi người có thể mua với một cái mức giá mà nó rẻ hơn. Mình nghĩ là tầm khoảng 15 đến 17 triệu là có thể mua được chiếc này rồi. Bởi vì cái trang bị và cái cấu hình của nó thật sự rất là khủng. Công tâm mà nói là thật sự nó mạnh mẽ đấy. Và thật sự là cái vẻ đẹp nằm trong con mắt của người si tình. Cho nên là nếu mà các bạn muốn mua thì mình sẽ còn một cái cách để cho các bạn có thể sở hữu em này bằng một cách chi tiền nó hợp lý nhất. Mọi người có thể tham gia vào cái chương trình Tết Sale Hết của OneWay. Thì Z Flip 4 bản 128GB thì sẽ có giá là tầm khoảng 16 triệu đồng mà thôi. Đó là khi mà chúng ta còn chưa tính là có thể áp dụng cái chương trình, ví dụ là thu cũ đổi mới có thể trợ giá đến 2,5 triệu đồng chẳng hạn. Hay là những cái ưu đãi kèm theo như là quét VNPay rồi là khách hàng thân thiết nữa thì sẽ được trợ giá nhiều hơn. Và nếu mà mình thấy là chi tiền với cái giá như thế thì nó sẽ ổn hơn với em này. Chứ nếu mà để chi một cái mức tiền như đợt nó mới ra thì mình thấy là không quá xứng đáng. Thấy chưa, làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ, cái công việc mà chi tiền là cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Chứ 25 triệu thì thời điểm này thì thôi, bye nhá. Nhớ like và subscribe cho OneWay để có thể xem được những clip đánh giá công nghệ để chọn cho mình sản phẩm phù hợp nhất và chi tiền một cách thật sự là đúng đắn. Xin chào, tạm biệt và chúc một năm mới.